Người đời thường nói, làm thân con gái, 12 bến nước, trông nhờ đục chịu. Nhưng đến giờ này, thì Tiểu Mai cũng không biết mình đang ở bến nào nữa. Chồng là do chị chọn, hội đủ tất cả những điều kiện, như con nhà giàu, bảnh trai, nhiều bằng cấp. Thật không còn thiếu điểm nào để chê. Và chị cũng là do chồng chọn. Lần đầu giáp mặt thì anh đã mê tít, ngỏ lời yêu chỉ sau gặp gỡ có mấy ngày. Gái ham tài, trai ham sắc. Tiểu Mai không phải con nhà giàu, nhưng đẹp. Cái đẹp phúc hậu, phồn thực. Thoạt nhìn thì không quá sắc sảo, nhưng dễ làm say đắm lòng người. Thời gian đầu, Thành cứ lặp đi lặp lại như con vẹt, rất nhiều lần câu tán tụng. Em đẹp lắm, anh sẽ yêu em suốt đời. Lấy được Thành rồi, chị hài lòng mãn nguyện và thấy hạnh phúc. Nhưng khi đã thuộc về nhau, thì cái câu cuộc vui ngắn chẳng tày gang mau chóng trở nên hiện thực. Niềm đam mê chìm ngập trong tình yêu đôi lứa, sao mà ngắn ngủi, chẳng được mấy tháng ngày. Người chồng trong mơ của chị hiện nguyên hình, một gã đàn ông đam mê sắc dục, nhưng cả thèm, chóng chán. Đã độc đoán gia trưởng, lại còn thêm thói bần tiện, vũ phu. Tiểu Mai không bao giờ ngờ được đằng sau bộ mặt điển trai kia lại ẩn giấu một tâm hồn xấu xa, đê tiện, hết sức đáng sợ. Thành làm giám đốc của một công ty riêng, kiếm nhiều tiền nên bắt vợ ở nhà nội trợ. Anh nói, em cứ làm vợ cho tốt, còn chuyện tiền bạc để anh lo. Làm vợ ở đây nghĩa là chăm sóc, nuôi dạy hai con, sẵn sàng hầu hạ, cơm bưng nước rót, nồng nhiệt đáp ứng khi chồng đòi hỏi quan hệ, quán xuyến hết mọi việc cơm nước, giặt giũ, quét dọn. Nói chung, chẳng khác gì một người hầu đúng nghĩa. Căn nhà mặt phố to đùng, một trệt ba lầu, rộng thênh thang, góp phần vắt kiệt sức của Tiểu Mai. Nhiều lần, chị khẩn thiết đề nghị chồng thuê thêm một người giúp việc, nhưng anh dứt khoát từ chối, với lý do không muốn có người lạ mặt trong nhà. Anh đáp bằng giọng gắt gỏng, nhắm làm không nổi thì nghỉ đi, đừng làm. Thế nghĩa là sao? Chị không hiểu nổi anh ta nói thế với ý gì. Mỗi tháng Thành phát tiền chợ cho vợ 10 triệu, không thừa không thiếu một xu. Anh nói mình đã tính toán đâu vào đó hết rồi, nhiều đây là đủ cho mọi chi phí sinh hoạt. Hãy chứng tỏ tài đảm đang, vén khéo của em đi. Dư thì tốt, còn thiếu thì tự mà bù vào. Vậy là ngoài công việc không tên bủa vây đầu tắt mặt tối, với chính sách tiền phát gạo đông nghiêm nhặt như vậy, Tiểu Mai vật vã bù đầu, cân đo đong đếm, sao cho vừa khớp với cái khoản tiền còm cõi mà không bị thiếu trước hụt sau. Tính Tiểu Mai hiền lành nhẫn nhịn, nên Thành bảo gì cũng nghe. Lâu dần, chị có cảm giác như mình chỉ là một con ở, chứ không phải là vợ người ta. Cứ lủi thủi lắc sắc, làm hết mọi việc trong nhà, chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cửa. Ngoài mỗi tuần một hai lần tới siêu thị, cách nhà chưa đầy một cây số. Chị dần dà thấy mình như người bị giam lỏng với các bổn phận làm vợ, làm mẹ mà chồng áp đặt. Còn anh ta tha hồ thoải mái ra đường, làm việc gì thì chỉ có trời biết. Một lần, không biết có việc gì đó cần phải về nhà giữa trưa, bước vào trong bếp, thấy vợ áo quần xốc xếch, đầu bù tóc rối, đang cắm cúi dọn rửa chén bát. Tự nhiên cơn hứng nổi lên bất tử, không nói không rằng, anh bước tới đằng sau, kéo dây thun quần của Tiểu Mai tụt xuống ngang đầu gối. Chị hoảng hốt phản kháng, trời ơi, hai con đang chơi trong phòng,
tụi nó chạy xuống đây thì sao? Và chị cương quyết vùng ra. Nhưng thật bất ngờ, thằng chồng trí thức của chị giang thẳng cánh tay, tát đánh bốp vào mặt vợ một cái xiển niễn, rồi rít qua kẻ răng: "Câm mồm, đứng yên đi, đồ ngu." Thành thản nhiên mở khóa quần, hành sự ngay giữa ban ngày ban mặt trong căn bếp. Tiểu Mai nhẫn nhục đứng yên chịu trận, mà trong lòng dâng lên sự uất ức và tủi hổ. Không biết từ khi nào, chỉ giống như món đồ chơi chẳng đáng giá mấy của thằng chồng gia trưởng. Đang hì hục phía sau người vợ khốn khổ, anh ta vừa thở phì phò vừa nhiếc móc: "Đàn bà kiểu gì mà hôi hám quá, không biết lúc nào cũng phải vệ sinh sạch sẽ hay sao?" Hình như cũng vừa trút xong thứ của nợ gây căng thẳng, anh ta đẩy Tiểu Mai muốn chúi đầu vào bồn rửa chén, rồi gài khóa quần đi thẳng luôn vào phòng tắm. Đâu còn những câu nói êm ái dịu dàng của thuở mới quen nhau, chỉ nghe mãi những câu cục cằn thô lỗ, khiến tâm hồn ngày càng trở nên chai lì, nguội lạnh. Dĩ nhiên sau này, mỗi khi chồng đòi hỏi giải quyết nhu cầu, chị trở nên vô cảm, thụ động, khiến anh ta luôn miệng chửi rủa khi cả hai đang làm chuyện vợ chồng: "Mẹ nó, sao mà cứ trơ ra như khúc gỗ thế kia, vợ con gì phát chán." Cách đây 6 tháng, từ trong siêu thị bước ra thì Tiểu Mai tình cờ nhìn thấy Thành lái ô tô chạy ngang trước mặt. Ngồi bên ghế phụ là một cô gái xinh đẹp, đang nói cười ngả ngớn gì đó. Xe chạy chậm, bà chỉ nhìn thấy được có thế. Nhưng chị đứng lặng rất lâu, mới chậm chậm đi bộ, vừa đẩy xe hàng về nhà. Chị lẩm bẩm: "Ai vậy? Chắc là khách hàng thôi nhỉ?" Nhưng hình ảnh đó cứ lảng vảng trong đầu, không chịu biến mất. Dù tình yêu đã phai nhạt, 10 phần hết 9, nhưng dẫu sao, anh ta vẫn là chồng, là cha 2 đứa con của chị. Cái chỗ ngồi trên xe đó là của chị kia mà. Và Tiểu Mai thấy uất nghẹn lên tới cổ. Nhưng rồi chị lại tự an ủi: "Ngồi chung xe thôi mà, đã thấy gì nghiêm trọng đâu." Suốt cả ngày, chị cứ nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu đó, không sao dứt ra được. Tối hôm ấy, Tiểu Mai tắm rửa sạch sẽ, xịt chút nước hoa và mặc lên người chiếc váy ngủ mong manh, khiêu gợi. Chị đang cố đánh thức tình cảm và sự ham muốn trong trái tim chồng. Quả thật, nỗ lực đã được đền đáp. Khi trèo vào giường, nằm xuống kế bên, Thành đăm đăm nhìn ngắm Tiểu Mai. Anh ta cười rất tươi, rồi nhanh nhẹn lột bỏ chiếc váy trên người chị, còn miệng nói lảm nhảm: "Đàn bà phải thơm tho như thế này mới phải chứ." Nhưng trong lúc vùi mặt vào cơ thể vợ, thưởng thức mùi da thịt, thì Thành vô tình thốt lên: "Em ngon quá Lily ơi." Tiểu Mai đang cố lắng nghe cảm giác đê mê tưởng đã chết từ lâu trong sâu thẳm cơ thể, thì giật mình tỉnh hẳn người. Chị không ngăn được câu hỏi: "Lily là ai thế anh?" Nhưng Thành gắt gỏng ngặt ngang: "Chẳng là ai cả, đừng có làm mất hứng." "Em mới nghe anh gọi tên Lily." Không nói không rằng, anh ta lăn qua một bên, rời khỏi cơ thể vợ và quát lớn: "Câm miệng đi." "Nhưng em..." Chị chưa nói dứt câu đã bị Thành co chân đạp mạnh vào hông, còn miệng thì rít lên: "Đã biểu câm họng mà cứ nói hoài, mất mẹ nó cả hứng." Cú đạp khiến Tiểu Mai muốn vẹo cả người và gần như rơi khỏi giường nếu không cố gượng lại. Chị kêu lên: "Đâu em?" "Kệ cha mày, đi ra." Câu nói tục tằn của chồng khiến chị bất ngờ không thể tin được rằng chồng đối xử vũ phu, bạo lực đến thế.
Đây là lần đầu tiên Thành mày tao với chị, lại còn đuổi vợ ra ngoài ngủ. Đi ra là đi đâu? Ý anh ta muốn chị sang phòng khác. Thật không thể tin được. Anh đuổi em ra ngoài. Phải, từ nay tao không ngủ với mày nữa. Sao anh mày tao với em? Không thích hả? Thì làm đơn ly dị đi, tao ngán mày tới tận cổ rồi. Trong lòng Tiểu Mai chợt tràn ngập cơn giận dữ. Dù sao Thành cũng là người có ăn học, sao anh ta có thể thốt ra những câu nói vô lý, nghiệt ngã với vợ của mình như vậy? Chị đã làm cái gì sai mà anh ta ghét bỏ đến thế? Chị quay lại, vơ lấy chiếc váy trên giường, mặc vào người, cố điềm tĩnh hỏi lại. Sao anh đối xử với em như vậy? Có lẽ Thành cũng thấy mình quá đáng, nên anh ta nói năng nhỏ nhẹ hơn. Vì nhìn cô, tôi phát chán chứ sao. Từ nay lên phòng trên lầu 3 ngủ đi. Khi nào cần, tôi gọi. Tiểu Mai gào lên. Tại sao? Sao anh xử tệ với em? Sao cô ngu thế? Có vậy mà cũng không hiểu. Vì tôi có người khác, và tôi chán cô rồi. Hiểu chưa? Anh không có quyền làm vậy với em. Ai nói? Không ở được thì viết đơn ly dị đi. Tôi ký liền. Chị ngồi phịch xuống cạnh cửa khóc ngất vì uất ức. Nhưng Thành vẫn chưa chịu im. Anh ta tàn nhẫn đế thêm. Từ nay tôi làm gì kệ tôi, cấm xen vào. Chịu không nổi thì ra khỏi nhà, về với ba má cô đi. Khi Tiểu Mai đứng dậy lủi thủi ra khỏi phòng, Thành nói vói theo. Cô mà rời khỏi đây thì cũng chẳng có xu nào đâu, vì toàn bộ nhà cửa tài sản là của ba má tôi đứng tên. Nhớ chưa? Ham lắm. Chị lấy hai tay bịt tai lại, nuốt nước mắt đi lên căn phòng trống trên lầu 3. Thật ra Lily là người yêu mới của Thành đã được vài tháng. Là con nhà giàu môn đăng hộ đối với gia đình anh. Điều đó khiến Thành tiếc hùi hụi, nên anh ta cố tình áp dụng chiến thuật gia tăng áp lực bất chấp, để khiến cho vợ không chịu nổi, phải chủ động đâm đơn ly hôn. Nhưng Tiểu Mai biết mình không có tội gì, sao phải chấp nhận đối xử bất công? Nếu chia tay thì con cái chịu cảnh mất cha mất mẹ, còn một ngày ở lại đây là thêm một ngày nhục nhằn. Nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra giải pháp nào thỏa đáng. Đỉnh điểm cho hành vi vô đạo đức của Thành là việc ngang nhiên đưa Lily về nhà ân ái ngay trong căn phòng của hai vợ chồng sau ngày đó. Không phải một lần mà đã vài lần, ngay trước mặt Tiểu Mai, không thèm che đậy. Những lúc như vậy, chỉ phải nhốt hai con nhỏ trong phòng, vì không muốn trẻ nhỏ nhìn thấy hành động dâm loạn bất nhân của cha chúng. Ngày hôm sau, chị đem việc này mách với cha mẹ chồng nhờ phán xử. Nhưng bà mẹ của Thành chỉ lãnh đạm hỏi: Mày nghĩ sao thằng Thành lại làm thế? Dạ là sao hả mẹ? Con không hiểu. Bày sống thế nào mà nó phải đưa người khác về? Có lẽ mình đi. Dạ con đâu có làm gì sai thưa mẹ. Không sai mà chồng chán chồng chê. Cô già mồm lắm, tôi biết rồi. Thôi liệu mà xử sự. Bây lớn rồi, có phải con nít đâu mà hở chút đồ cha mẹ phân xử. Nói xong, bà bỏ đi một nước. Tiểu Mai ức lên tới cổ. Chị biết trong cuộc chiến này với nhà chồng, chị hoàn toàn đơn độc và lép vế. Từ ngày mở quán cà phê tới nay đã được 6 tháng. Đông chưa khi nào ăn ngon ngủ yên. Cậu biết mình đã sai lầm khi chọn địa điểm này.
Đây là một con đường vắng vẻ, tập trung nhà giàu, cửa nẻo suốt ngày đóng kín, im ỉm. Hoàn toàn không có nhân viên văn phòng hay người lao động lai vãng. Quán ế ẩm triền miên. Có khi cả ngày chỉ lèo tèo một hai người khách ở đâu đi lạc đến uống vội ly cà phê đá. Thuyết phục lắm, mẹ mới cho tiền mở quán. Mà đó gần như là toàn bộ tiền dành dụm của bà. Đông cứ nghĩ mở quán cà phê ở khu nhà giàu thì sẽ có toàn khách sộp. Thật là sai lầm. Dân nhà giàu đâu có la cà quán cóc nhỏ như quán của cậu. Huống chi ra khỏi nhà là họ ngồi ô tô, chứ có tà tà dạo mát đến quán ngồi uống cà phê ngẫm nghĩ sự đời. Thời gian của bọn nhà giàu là tiền bạc, chứ làm gì có chuyện phí phạm giết thì giờ bên cốc cà phê vô bổ. Suốt ngày ngồi trầm ngâm chờ khách, Đông thấy hối hận vì mình không biết tính toán. Thất bại lần này thì chỉ có nước xách đít về quê, đi làm cỏ, vác lúa mướn, chứ còn tiền đâu nữa mà xoay sở. Nhiều lúc cậu thấy giận mình ngu ngốc, rồi giận đời bất công. Người thì quá giàu, còn kẻ cậy cục mãi vẫn không kiếm ra được một đồng bạc lẻ. Còn vài ngày nữa là hết tháng, bao nhiêu thứ tiền lại lũ lượt kéo tới. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, cả đống thứ bà dằn. Nó ám ảnh Đông cả trong giấc mơ. Cậu muốn ráng kiên nhẫn chờ thời, nhưng cái đà này chắc là phải cuốn gói sớm, trở về quê với hai bàn tay trắng. Mà thật lạ, nói không có khách thì cũng đúng, mà không đúng. Thật ra cứ vài ba ngày thì có đúng một người khách ghé quán. Gã này tướng tá bậm trợn, xăm trổ đầy mình, trông y hệt thành phần bất hảo. Và nhất là chắc chắn chẳng phải dân khu này. Được cái anh ta ngồi đồng rất lâu, có khi hằng 2-3 giờ, uống mấy cử cà phê, nói chuyện điện thoại huyên thuyên không ngớt với ai đó, và thanh toán rất sộp. Đặc biệt không bao giờ lấy lại tiền thừa, dù còn bao nhiêu cũng thế. Mặt mũi tuy hung tợn, nhưng ăn nói rõ là hiền từ, lịch thiệp, không có vẻ gì là côn đồ du đảng. Ghé hoài riết thành khách hàng thân thiết. Lâu dần Đông cũng thấy có chút thiện cảm. Kệ chứ, thiên hạ làm gì thì đó là chuyện của người ta. Vô quán cứ trả tiền đàng hoàng sòng phẳng thì mình đón tiếp thôi. Một bữa sau khi ngồi chán chê, tự nhiên ông khách giang hồ đưa tay ngoắt Đông. Ê chủ quán. Dạ anh cần gì ạ? Lại đây ngồi nói chuyện chút coi. Thấy cậu ủ rũ quá. Dạ. Quán ế quá nhỉ? Dạ anh thấy rồi đó. Ghé đây mấy tháng rồi, hình như có mình tôi là khách duy nhất hả? Phải không chú em? Kể ra thì cũng có lai rai, nhưng anh là khách thường xuyên nhất ạ. Ừ, gọi tao là Tư Khá. Ai chơi với Tư Khá rồi cũng sẽ khá lên hết á. Yên tâm đi ha. Dạ, hân hạnh được biết anh. Em tên Đông. Nhìn mặt chú mày là tao thấy cả một trời đông ảm đạm rồi hả? Ba má đặt tên sao thì em chịu vậy thôi. Ủa, anh Tư chắc đâu phải dân khu này nhỉ? Dĩ nhiên rồi. Nhìn mặt tao có giống dân ở đây không? Nhưng mày cũng vậy mà. Dạ phải, em ở dưới quê lên. Nè chú em, bán buôn ế nhẹ kiểu này chắc dẹp quán sớm nhỉ? Dạ phải, em đang rầu thúi ruột. Tháng tới không biết kiếm đâu ra tiền để đóng tiền nhà đây nữa. Cứ từ từ rồi anh bày tính cho. Yên tâm đi ha.
Nghe gã giang hồ nói vậy, Đông ngạc nhiên, nhưng cũng nghĩ hắn nói đùa cho vui. Vì từ bữa đó, hắn biến đi đâu mất, không thấy quay lại suốt mấy ngày. Nhưng đến 5 ngày sau, thì Tư Khá quay lại. Lần này, hắn xách theo một cái bịch xốp to tướng. Có vẻ như là đồ ăn đồ uống thì phải. Gã ngồi vào chỗ quen thuộc, rồi nhìn Đông, nhe răng cười, tươi rói. Ê, chủ quán. Dạ, anh uống cà phê sữa như thường lệ phải không ạ? Tao bảo lại đây, bữa nay nhậu, anh em mình tâm sự loài chim biển. Ok. Dạ. Chú mày cho mượn mấy cái chén dĩa dọn mớ này ra coi. Lấy 2 ly đá nữa. Ok, có liền. Tư Khá dọn ra đĩa một con vịt quay với mấy ổ bánh mì và khoảng nửa thùng bia. Hắn xoa xoa tay vui vẻ nói: Bữa nay á, ta muốn mình kết nghĩa anh em. Được không nhỏ? Dạ, dạ cũng được ạ. Tại sao phải kết nghĩa? Vì có là anh em thì mới đồng cam cộng khổ, mừng ăn chung với nhau được. Nói trắng ra là ta muốn bàn chuyện làm ăn với chú mày. Hiểu chưa? Dạ, nhưng làm gì hả anh? Gã rót đầy 2 cái ly rồi nói: Vô 100% đi. Thề anh em sống chết có nhau. Mày dám thề không? Dạ dám ạ. Vậy thì vô. Thề thằng nào phản phúc thì bị trời đánh thánh vật chết ngắt. Ok. Dạ ok. Sau khi hết mỗi thằng 2 lon bia thì men đã bốc. Sự hưng phấn hừng hực. Tư Khá vỗ vai Đông: Bây giờ thì tao tiết lộ kế hoạch mừng ăn sắp tới đây. Mày có dứt khoát theo không? Vì khi tao nói ra thì mày không có đường lui đâu. Gì ghê vậy anh? Nhiều chuyện quá. Trả lời mau, theo hay không? Theo tao thì có tiền. Ok. Dạ, em theo. Tư Khá kéo chiếc ghế lại, ngồi sát bên Đông, cùng quay mặt ra đường. Gã quàng vai cậu chủ quán: Mày có thấy căn nhà trước mặt mình không? Dạ thấy. Đó là nhà chị Tiểu Mai, em quen. Trời đất, sao không nói sớm? Làm tao mất thời gian tìm hiểu. Anh có hỏi đâu mà em nói. Ủa, mà chi vậy anh? Đông giật mình nhìn Tư Khá bằng ánh mắt lạ lùng, rồi cười phá lên: Ô trời ơi, anh trồng cây si bà Tiểu Mai hả? Chỉ có chồng rồi. Tư Khá gắt gỏng: Im, nghe tao nói. Dạ. Tụi mình sẽ cướp nhà đó. Gã nói dằn từng tiếng. Đông thất kinh, suýt nữa là rớt xuống ghế. Cậu lắp bắp: Dạ, sao được anh? Em không dám đâu. Tư Khá quắt mắt nhìn cậu. Hắn nói bằng giọng lạnh lùng: Câm miệng. Theo tao, hoặc người ta sẽ phát hiện mày nằm sình trương ngoài đống rác. Muốn sao cũng được. Anh hâm em hả? Trên đời này, Tư Khá chưa hề hâm dọa ai. Chỉ lụi thôi. Hiểu chưa? Sao anh đòi lụi em? Nếu không theo, em cũng chẳng nói với ai mà. Mày nghĩ sao? Tao đã hỏi mày theo hay không. Mày nói theo thì tao mới tiết lộ kế hoạch. Giờ mày đòi rút dù. Như vậy tao dám để mày yên được hả? Tư Khá dịu giọng: Nghe anh Tư nói nè. Tụi mình chỉ đột nhập vào nửa đêm, uy hiếp gia chủ, lấy hết tiền bạc vòng vàng rồi rút. Nguyên tắc của Tư Khá là chỉ lấy tiền chứ không làm hại ai. Tại em sợ. Có anh Tư mày, chẳng gì phải sợ.
Vừa nói, gã vừa rút trong lưng quần ra một khẩu côn 45 để đánh cộp lên bàn. Có lẽ vừa để khoe mã, vừa muốn thị uy dằn mặt đông. Khỏi phải nói, gã chủ quán mặt mũi xanh lè xanh lét, sợ chết khiếp. Gã giang hồ gằn giọng hỏi lại: "Sao, mày còn ý kiến gì không?" "Dạ không, em theo." "Tốt, vậy mới có tiền để lo tương lai chứ, phải không chú em?" "Dạ, nhưng anh phải hứa với em là không làm hại gia đình chị Tiểu Mai thì em mới yên tâm." Từ Khá chỉ làm cướp, chứ không phải kẻ sát nhân. Hiểu chưa mày? "Dạ, em hiểu rồi." Đông tuy sợ, nhưng ý nghĩ vơ được một mớ tiền mà cậu nghĩ chắc cũng không ít, sẽ giúp cậu phát triển chuyện làm ăn, vượt qua giai đoạn khốn khổ khốn nạn hiện giờ. Có tiền, cậu sẽ rời khỏi nơi đây ngay tức thì và bắt đầu khởi nghiệp nơi xứ khác. Đông nhìn Tư Khá gật đầu đồng ý, tham gia vào phi vụ đổi đời của cậu. Cả hai thống nhất sẽ đột nhập vào nhà Tiểu Mai vào đêm thứ bảy, tức là sau 3 ngày nữa. Khu phố này vắng vẻ, nhất là vào ban đêm. Đường xá không một bóng người. Những ngày cuối tháng, bầu trời đen thẫm, vài ánh đèn đường vàng vọt không đủ soi sáng cảnh vật. Từ quán cà phê bên đây đường, có 2 bóng người mặc đồ đen trùm đầu kín mít, lẹ làng băng qua đường, rồi đứng ẩn sau cây me to lớn sát tường rào của căn biệt thự. Tư Khá ra hiệu cho Đông trèo lên cây me, rồi bò qua cái nhánh lớn dè sát hàng rào. Gã trẻ tuổi nhanh nhẹn rút bó bao tải trùm lên bờ tường lởm chởm thủy tinh, rồi bước lên đó, nhẹ nhàng đu xuống, rất đánh bịch vào bên trong một cách dễ dàng. Tư Khá cũng làm theo và mau chóng bám sát phía sau. Cả hai rón rén vòng qua bên hông đến trước cửa garage, rồi trèo lên ô văng. Sau đó men theo mái tôn đến sát khung cửa sổ bằng kính cường lực. Bây giờ gã giang hồ mới ra tay, chứng tỏ bản lĩnh trộm đạo. Hắn lấy từ trong túi sách một dụng cụ cắt kính, gồm núm cao su hút chân không làm tay cầm giữ phần kính bị cắt rời. Chỉ mất chưa đầy 1 phút, cánh cửa bị cắt một hình tròn ngay sát chốt mở đã bị nhấc gọn ra ngoài. Tư Khá lòn tay vào trong mở đánh tách, 2 cánh cửa sổ mở toang. Gã ra hiệu cho Đông nhẹ nhàng leo vào trong, không một tiếng động. Tư Khá thì thào: "Đây là tầng 1, mình lên tầng 3 trước." Đông gật đầu. Cả hai bước nhẹ lên cầu thang. Trên tầng 3 trống trơn, chỉ có một căn phòng ở phía sau. Đông lấy tay chạm nhẹ vào cánh cửa và phát hiện cửa không khóa. Thì ra đây là phòng ngủ, vì có một người đang nằm trên giường. Tư Khá bước lại gần nhìn kỹ. Dưới ánh sáng đèn ngủ lờ mờ, dáng một người đàn bà nằm ôm gối, quay mặt vào trong vách, đang say ngủ. Tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều. Hắn cúi xuống nhìn kỹ, nhưng chỉ thấy mái tóc xõa tung trên gối và mùi hương dịu dịu tỏa ra thật dễ chịu. Tư Khá bất chợt nuốt nước miếng đánh ực. Đàn bà hạng sang con nhà lành cỡ này hắn chưa từng được rớ tới, nên cơn thèm khát đột nhiên trỗi dậy. "Mẹ, ngon quá, nhưng lo công chuyện cái đã." Tư Khá nghĩ bụng. Hắn đưa tay nắm lấy vai người đàn bà xoay lại, còn tay kia sẵn sàng bịt miệng. Đúng như dự đoán, bị đánh thức bất ngờ, chị mở mắt ra thấy có 2 bóng đen chần dần trước mặt. Chưa kịp la đã bị Tư Khá bụm chặt miệng: "Cầm mồm, la là tao bắn nát sọ." Vừa nói, hắn vừa nhịp nhịp nòng súng ngay trước mặt, làm chị khiếp đảm im bặt. Đông cũng suýt kêu lên, vì cậu đã nhận ra Tiểu Mai. Gã trai trẻ thắc mắc:
Sao chị ấy lại ngủ đây nhỉ? Nhưng Tư Khá thì thào hỏi: Tiền bạc để đâu? Tụi tao chỉ lấy tiền rồi đi thôi. Nếu chống cự thì tao giết. Hiểu chưa? Tiểu Mai sợ chết khiếp, chị gật gật đầu. Thằng ăn cướp nói tiếp: Tao hỏi lại, tiền vàng để đâu? Chị nhớ đến căn phòng ngủ của hai vợ chồng, tủ sắt chứa của cải quý giá và giấy tờ nhà đất trong đó. Và hiện tại không chỉ có Thành mà còn có Lily nằm trên chiếc giường từng là của vợ chồng chị. Đột nhiên chị sực nhớ đến lúc tối hai kẻ gian phu dâm phụ đã công khai quan hệ từ phòng khách tầng trệt lên tới lầu một của nhà chị như chỗ không người, không kiêng dè bất cứ ai. Chị thấy cơn tức nghẹn dâng trào lên tới cổ. Chị cố gắng nói một cách bình tĩnh: Dạ, ở tầng 1, trong phòng ngủ. Thế tầng 2 có gì không? Tiểu Mai sợ hãi, chị lắc đầu nói nhanh: Chỉ có mấy đứa bé con của tôi đang ngủ. Xin mấy ông đừng đánh thức tụi nó. Có chắc là vậy không? Dạ chắc mà. Vậy đưa tụi tao tới chỗ để tiền, mau lên. Nhớ là nếu la lên thì tao bắn nát sọ đó, nghe chưa? Tôi hứa không la đâu, ông yên tâm. Hai tên lò dò đi theo Tiểu Mai xuống trở lại tầng 1. Tối nay Thành đãi Lily ăn ở nhà hàng 5 sao theo lời yêu cầu của nàng. Anh nói: Cưng thích gì anh cũng chịu hết á. Dạ em biết rồi. Mà anh à. Gì hả em? Khi nào thì anh mới đuổi được bà vợ già của anh ra khỏi nhà vậy? Nó không chịu ly hôn mới chết chứ. Ủa anh? Anh có lộn không vậy? Thời này dư sức đơn phương ly hôn mà. Chỉ có anh không muốn mới nói vậy mà thôi. Đâu có đơn giản như thế. Nếu anh thẳng tay làm lùm xùm quá thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ba má và cả công việc làm ăn nữa. Thậm chí chính em cũng bị mang tiếng là người thứ ba. Em không hiểu sao? Tốt nhất vẫn là bả chịu tự nguyện ly hôn. Ráng kiên nhẫn chờ anh giải quyết. Cứ từ từ hoài ha. Em thích làm tình trên giường của vợ chồng anh. Hứng lắm anh à. Ủa? Thì cứ việc mà, ai cấm mình đâu. Biết vậy, nhưng em muốn đường đường chính chính là vợ của giám đốc Thành ha. Biết rồi cưng, anh sẽ lo gấp chuyện đó. Lúc về tới nhà đã gần 10 giờ đêm. Tin rằng Tiểu Mai và hai con đã vô phòng yên giấc. Thành yên chí, chắc giờ này không còn ai ở bên ngoài, nên thản nhiên cởi hết quần áo Lily. Cả hai tình tự ôm ấp diễn trò dâm dục từ phòng khách rồi lên từng bậc cầu thang mới vào đến phòng ngủ. Lily có vẻ hưng phấn với trò chơi phô dâm kiểu này nên rền rĩ lớn tiếng, khiến Thành phải che miệng cô đến mấy lần. Nhưng cả hai đều không biết rằng Tiểu Mai nấp trên đầu cầu thang quan sát và dùng iPhone ghi lại video clip trò chơi trụy lạc của đôi gian phu dâm phụ cho đến lúc cả hai vào hết trong phòng. Tiểu Mai muốn có bằng chứng hình ảnh cụ thể về hành vi gian dâm tồi tệ của chồng trong việc tranh chấp quyền nuôi con và tài sản khi ly hôn. Lần nào cũng thế, nằm trên chiếc giường của hai vợ chồng Thành, Lily gần như lên cơn động dục. Cô liên tục đòi hỏi khiến Thành đáp ứng đến mệt nhoài. Cả hai ôm nhau lăn lộn suốt cả giờ, rồi lăn ra ngủ thiếp đi trong cơn rã rời của thân xác. Giấc ngủ sâu đến nỗi khi giật mình tỉnh dậy, Thành mở mắt ra nhìn đồng hồ đã thấy gần 1 giờ sáng. Không ngờ ngủ quên lâu thế. Ngó sang bên cạnh, Lily vẫn đang mê mệt. Cô nằm sải hai tay, hai chân, trông hết sức thoải mái.
nhìn người yêu lõa lồ phơi bụng kiểu đó, anh thấy hứng tình trở lại. Thành chồm sang, cúi xuống hôn lên bộ ngực trần của nàng. Có lẽ vì nhột nhạt nên Lily giật mình thức giấc. Nàng giơ hai tay lên ôm quàng lấy cổ anh, cất giọng nhẹ nhựa nhõng nhẽo. Để yên cho em ngủ mà. Làm cái nữa nha. Cưng quá hà. Phá em hoài à. Nàng vùng vằng, nhưng ôm quặp lấy lưng anh chặt hơn. Cả hai lại quấn lấy nhau trong cơn động dục lần thứ hai trong đêm. Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài có tiếng mở khóa lách cách và cánh cửa phòng bật mở. Ba bóng người gần như ùa vào phòng cùng lúc. Có một giọng ồm ồm cất lên. Ai ở đâu nằm yên đó, nghe chưa? Nhúc nhích là ăn đạn. Đôi tình nhân chỉ kịp buông nhau ra và bật nhõm dậy, chết lặng đi vì kinh hãi. Một người nào đó vừa bật công tắc đèn. Ánh điện bừng lên sáng lòa, khiến Lily hoảng hốt. Cô vơ lấy cái chăn, định che tấm thân trần trụi. Nhưng không còn kịp nữa, vì có tiếng quát lớn làm nàng giật nảy mình. Ngồi yên, muốn chết hả? Thành đã nhận ra tình hình vô cùng nguy hiểm. Cái gì vậy? Bọn cướp chăng? Trước mắt là hai gã đàn ông trùm đầu kín mít, tay lăm lăm khẩu súng đang chĩa thẳng vào anh. Còn người thứ ba chính là Tiểu Mai, đang đứng nép vào tường, co rúm lại vì sợ hãi. Tên cướp có vẻ là đồ đảng, ngồi xuống mép giường, tay vẫy vẫy khẩu súng trước mặt Thành, hỏi bằng giọng đùa cợt. Ủa, vậy là sao? Có ai giải thích cho tao hiểu thế này là thế nào không? Gã thứ hai hình như trẻ hơn suýt xoa. Được rửa mắt, đã quá đại ca. Tên đầu đảng đập đập nòng súng vào vai Thành hỏi lớn. Cầm không biết trả lời hả mày? Con nhỏ này là thế nào? Ngon quá ơi. Vừa nói, hắn vừa với tay định chạm vào ngực Lily. Cô kinh hoàng lùi sát vào trong. Tiện tay, cô quơ lấy cái chăn phủ lên người. Lúc này, Thành đã trấn tĩnh. Anh run run trả lời. Dạ, vợ nhỏ của em. Hỏi chơi thôi, chứ tao thừa biết. Mà con vợ mày đẹp thế kia, sao còn dắt gái về nhà? Tệ quá nha. Mấy anh muốn lấy gì thì cứ lấy, xin đừng làm hại tụi em. Tên cướp cười hền hệt. Tao muốn tiền và muốn chơi con vợ nhỏ của mày nữa, được không? Rồi hắn ra lệnh. Mày qua ghế kia ngồi, mau lên. Dạ, xin anh cho em ngồi đây. Chưa nói dứt câu, Thành đã bị tên cướp quật bá súng vào trán, đánh bốp một cái tối tăm mặt mũi. Hắn rít lên. Má, mày lắm mồm quá. Thành kêu lên một tiếng đau đớn. Anh líu ríu bước xuống giường, lại ngồi khép nép trên chiếc ghế đẩu gần đó. Gã đồ đảng quay sang tên trẻ tuổi hất hàm. Nào chú em, cho mày chơi trước đó. Làm đi, tao canh cho. Nhưng thật bất ngờ, gã trẻ tuổi lắc đầu. Hắn nói giọng nghiêm túc. Thôi đi đại ca, mình vô đây để cướp mà. Giờ lo lấy tiền cho nhanh rồi rút. Sắp 2 giờ rồi đó. Mẹ, mèo mà chê mỡ hả mày? Đồ ăn ngon dọn sẵn mà không quất thì còn đợi cái gì nữa hả? Mặt Lily tái xanh vì sợ hãi, cô lắp bắp van xin. Vòng vàng nữ trang của em nè, mấy anh lấy hết đi, làm ơn tha cho em. Thằng cầm đầu nói với đàn em. Còn nhiều thì giờ lắm. Bữa hổm nghe mày than còn chưa biết mùi đàn bà. Đây là cơ hội bằng vàng cho mày mở mắt đó cu. Chơi đi, đồ ngon bỏ qua uổng lắm. Mẹ, bình thường cỡ tụi mình chỉ có mấy con đứng đường thôi hà. Nhưng Đông vẫn lắc đầu quậy quậy. Dạ thôi, em không muốn đâu. Tại sao? Làm vậy thất đức lắm anh.
Má ơi, đi ăn cướp mà nó còn đòi giữ gìn đạo đức nữa kìa. Lần đầu tao mới thấy có thằng chê đàn bà. Hay là mày thích con kia? Vừa nói, Tư Khá bước tới nắm tay Tiểu Mai kéo lại giường. Nàng trì lại nên bị lôi sình sệt. Hắn cười cợt. Nếu mày thích con này thì có mắt tinh đời đó. Tướng tá đàn bà mũm mĩm, đậm đà hơn con kia nhiều. Tao cũng khoái. Mẹ, cái thằng này có hai con ghệ, con nào cũng ngon cơm bá cháy. Đúng là có số hưởng. Nhiều tiền sướng thiệt nha. Nhưng Tiểu Mai lùi lại, cô cương quyết vùng ra. Đừng làm vậy mà, ông lấy tiền rồi đi đi. Thằng ăn cướp bị phản kháng nên nổi nóng. Hắn giang tay tát mạnh vào má Tiểu Mai, đánh chát một cái, khiến chị chúa nhủi. Chống đối hả mày? Đồ ngu. Đông kêu lên. Thôi đi anh, lo lấy tiền rồi chuồn thôi. Ý cậu muốn can gián, không cho Tư Khá manh động, vì chuyện đó nằm ngoài kế hoạch của cả hai. Nhưng Tư Khá giơ tay gạt Đông sang một bên. Hắn bước tới kế bên Thành đang ngồi cúi gầm, lấy tay nắm tóc nâng mặt anh ngẩng lên, rồi hỏi: Ê thằng kia, con này là vợ lớn của mày phải không? Dạ phải. Trong hai đứa, mày muốn tao chơi con nào? Người chồng im lặng, bất lực lắc đầu. Tên cướp vung tay đấm mạnh vào mặt anh. Tao hỏi thì phải trả lời. Cú đánh mạnh đến nỗi khóe miệng Thành bị dập rướm máu. Anh bưng lấy mặt nói lý nhí: Xin anh đừng làm vậy, làm ơn tha cho tụi em. Tên cướp dường như cảm thấy thích thú với trò chơi mèo vờn chuột này, nên cứ hỏi tới, không chịu buông tha. Tao muốn mày trả lời. Chơi con nào trước? Vừa nói, hắn vừa dí mạnh nòng súng vào miệng Thành. Anh kinh hoàng lắp bắp: Dạ, người này. Miệng nói, còn ánh mắt thì hướng về vợ. Tiểu Mai nãy giờ đang run rẩy chết khiếp vì nghe thằng cướp định giở trò hãm hiếp. Bây giờ nghe chồng trả lời một cách vô tình như thế, nên đột nhiên nổi cơn giận dữ. Nàng lao tới, tát mạnh vào mặt chồng và hét lên: Đồ khốn nạn, đồ hèn, sao nỡ đối xử với tôi như vậy? Tiểu Mai gần như mất kiểm soát. Nàng lăn xả vào cào cấu Thành, bất chấp tên cướp đang cố ngăn lại. Có lẽ trong giây phút này, nàng chợt nhận ra bao lâu nay mình sống một đời vô nghĩa. Trong giây phút hiểm nguy, mới biết được người đầu ấp tay gối của mình tồi tệ đến mức nào. Nàng quay sang tên cướp, chộp nhanh lấy khẩu súng trong tay hắn, cố giằng lấy và khóc nức lên: Anh làm ơn bắn tôi đi, giết tôi đi. Bị bất ngờ, Tư Khá có giật lại khẩu súng. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt Tiểu Mai, khiến nàng ngã chuối, lăn ra trên nền gạch. Nhưng miệng thì vẫn không ngớt gào lên: Bắn tôi đi, ông mà đụng vào tôi cắn lưỡi chết cho coi. Mấy người là đồ khốn nạn, đàn ông tụi bay là đồ chó má. Hai tên cướp không lường trước được trường hợp này nên cùng ngẩn người ra nhìn nhau. Đông sợ hãi, cố can gián Tư Khá: Dẹp cái vụ đàn bà qua một bên đi anh, lo bắt thằng này mở tủ sắt lấy tiền rồi rút, lưu lại lâu chừng nào nguy hiểm chừng đó. Nếu mày sợ thì lo vơ vét trước rồi chơi sau. Chứ nhìn hai em này, tao thèm đàn bà quá đi. Rồi hắn chỉ vào cái tủ sắt nhỏ cạnh giường, hất hàm bảo Thành: Mày tới mở ra mau. Dạ. Anh cho em mặc lại cái quần. Không, cứ để vậy cho mát, tao thích coi mày ở truồng. Có lẽ thằng này cũng có chút hiểu biết về tâm lý. Trong trạng thái trần như nhộng, con người sẽ giảm sút sự mạnh mẽ tới mấy lần. Mà đúng vậy thật, Thành gần như rúm người lại khi đứng tồng ngồng trước mặt nhiều người. Anh ta tiến tới cái tủ sắt định mở, nhưng thật bất ngờ, Tiểu Mai chồm tới, nắm tóc chồng,
vả tới tấp vào mặt và luôn miệng chửi rủa. Đồ khốn, trước mặt người khác thì mày co rúm như con giòi, còn đối với tao thì mày thẳng tay hành hạ. Tư Khá lặng lẽ bước tới phía sau, giơ bá súng đập mạnh vào đầu người phụ nữ nghe bốp một tiếng. Tiểu Mai ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Tên cướp lạnh lùng bảo Thành: mày bế con vợ lên giường rồi cởi đồ nó ra cho tao. Thấy người chồng chần chừ, hắn đấm thẳng vào mặt một cú như trời giáng. Anh té va đầu vào tường, đánh bột một tiếng, đầu muốn ngất xỉu. Tư Khá quay sang nói với Đông: mày đưa nó lên giường giùm anh, mau lên. Thấy bộ dạng hùng hổ dữ tợn của Tư Khá, Đông không dám cãi lời. Cậu cố bế Tiểu Mai đặt lên giường mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Đông nghĩ thầm: trời ơi, đã cướp của còn thêm tội hiếp dâm, bị bắt là tù mọt gông cho coi. Và trong một thoáng, cậu cảm thấy hối hận vì đã dại dột nghe theo lời của một tên giang hồ tàn nhẫn như Tư Khá. Có tiếng của gã cất lên sau lưng: mày lột váy của nó ra luôn. Lily run cầm cập nhìn Đông cố gắng cởi áo của Tiểu Mai. Sau khi lột xong, cậu đưa mắt nhìn tên đồ đảng. Tư Khá cười hình hệt, nói với gã trẻ tuổi: lần nữa tao hỏi mày chơi không, anh nhường mày làm trước, muốn chọn em nào tùy ý, hay chơi cả hai luôn cũng được, nhưng tao nghĩ chắc mày không đủ sức. Nhưng trước sau Đông vẫn lắc đầu: dạ thôi, em không muốn đâu. Mẹ, mày khờ quá. Thôi được rồi, tao sẽ chơi luôn hai đứa một lúc. Cơ hội ngàn năm có một. Đồ ăn ngon bày sẵn tơ hơ ra thế kia, không hưởng mới là ngu. Và đột nhiên hắn đưa khẩu súng cho Đông: cầm giùm anh, cẩn thận nha. Đứa nào ho he bắn chết mẹ nó đi, tội đâu tao chịu. Cậu đưa tay cầm lấy khẩu súng mà cứ như đang chạm vào một thứ gì đó kinh khủng lắm. Em không có biết bắn. Trời đất, cái cò đó mày chỉ việc bóp thôi mà, đừng có đù quá vậy. Dạ. Mày canh chừng nha, cho tao thưởng thức hai em này một chút. Vừa nói, Tư Khá vừa loay hoay cởi quần áo. Gã hướng mắt về phía Lily: nhỏ kia nằm xuống, anh muốn xơi em trước, nhìn ngon không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt sợ hãi lắp bắp van xin: ông ơi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Hắn bước lại gần, nắm tóc Lily vật xuống giường. Đôi bàn tay thô bạo sục sạo vào tấm thân mịn màng của nàng. Cô gái hét lên: anh Thành ơi, cứu em. Nhưng Thành vẫn ngồi thu mình vào góc tường run lẩy bẩy. Vừa ngay lúc ấy, Tiểu Mai đã tỉnh lại. Chị chồm lên, nắm tóc Tư Khá gịch mạnh: thằng khốn nạn, mày nghĩ mày muốn hiếp ai cũng được hết hả? Tao liều mạng với mày. Một tay nắm tóc, tay kia chỉ đấm liên tiếp vào mặt tên cướp. Lily thấy có người giúp sức cũng vùng dậy. Nàng chọc thẳng mấy ngón tay có móng nhọn hoắt vào mắt Tư Khá, khiến hắn đau đớn rú lên. Hai cánh tay gân guốc của hắn đấm loạn xạ vào hai người phụ nữ. Bất chợt, Tư Khá chộp được Tiểu Mai. Hắn dùng hai bàn tay siết chặt lấy cổ chị. Người phụ nữ sức yếu hơn, thở khò khè, vùng vẫy như muốn ngất đi. Lily ôm ghì lấy cổ tên cướp, kéo ngược ra sau, cố giải vây cho Tiểu Mai, nhưng vô ích. Nhìn Tiểu Mai hai mắt như muốn lồi ra ngoài vì ngạt thở. Trong giây phút, không nghĩ ngợi, Đông lao tới như một quán tính. Cậu lấy bá súng dùng hết sức, đập mạnh vào đầu Tư Khá. Một tiếng bộp vang lên khô khốc, thằng ăn cướp ngã ngửa ra bất tỉnh ngay tức thì. Cú đập mạnh đến nỗi tên cướp hung tợn bị lỗ đầu phun máu, nhuộm đỏ loang lỗ tấm ra giường, trông rất kinh khủng. Lily chồm qua đỡ Tiểu Mai ngồi dậy. Dù đang choáng váng,
nhưng chị vẫn còn kịp quay sang nhìn tên cướp trẻ tuổi. Thấy hắn cũng đang đứng thất thần, buông khẩu súng rơi xuống nền gạch. Chị khoác vội chiếc váy vào người và lao xuống giường nhặt lấy khẩu súng. Tiểu Mai hét lớn với Lily. Cô lấy dây điện của cái đèn ngủ trên bàn, trói chặt tay hắn đi. Mau, không nó tỉnh dậy bây giờ. Nhưng Đông đã vội vã lên tiếng. Mấy chị để em làm cho. Không đợi ai có ý kiến, cậu rứt mạnh sợi dây điện, trói chặt hai cổ tay Tư Khá quặt ra sau lưng. Sau đó, rút luôn sợi dây lưng, trói hai chân tên cướp, rồi lôi hắn nằm xuống nền gạch. Làm xong, Đông cúi đầu nói với hai người phụ nữ. Em xin lỗi hai chị, cứ gọi cảnh sát đi, em sẽ chịu bị bắt. Lily đến giờ này vẫn không hiểu sao tên cướp trẻ tuổi làm vậy. Cô hỏi, tại sao cậu giúp chúng tôi? Dạ, em biết em sai rồi, em xin lỗi. Chợt Tiểu Mai lên tiếng. Cậu mau đi đi, trước khi cảnh sát tới. Đông kinh ngạc hỏi lại, có thật không chị? Mấy chị tha cho em. Thật mà, nếu không có cậu thì tụi tôi chết rồi. Mau trốn nhanh đi. Dạ, em đội ơn cả nhà, em đi đây ạ. Khi Đông đi rồi, Tiểu Mai hỏi Lily. Giờ tôi gọi cho cảnh sát, cô có muốn ở đây để cho lời khai không? Dạ, em ở lại với chị. Vậy là tốt. Chị quay sang Thành đang ngồi ủ rũ im lặng trong góc phòng. Bây giờ thì tôi thật sự muốn ly hôn. Có thể lúc trước tôi chỉ nghĩ anh là một người chồng trăng hoa, gia trưởng mà thôi. Nhưng bây giờ thì tôi còn biết anh là một thằng đàn ông hèn hạ, đốn mạc, sẵn sàng bán đứng cả vợ mình. Có cho bao nhiêu vàng, tôi cũng không muốn sống với anh nữa. Anh lo làm đám cưới với Lily cho đàng hoàng đi. Đột nhiên Lily lên tiếng. Em cũng vậy chị à, không đời nào em muốn tiếp tục với anh ấy đâu. Em xin lỗi chị rất nhiều. Hai người phụ nữ yên lặng nhìn Thành, lắc đầu buồn bã. Còn anh ta cúi gầm mặt, không thể nói thêm một lời nào. Khi công an tới giải tội phạm đi, thì đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng. 6 tháng sau, tòa xử cho Tiểu Mai được quyền nuôi con. Dù không có tranh chấp gì, nhưng Thành cũng đền bù cho vợ cũ một số tiền đủ để mua căn nhà khác và cam kết chu cấp cho hai đứa nhỏ đến suốt đời. Lily cũng kết thúc gian díu với Thành và nghe nói sau này trở thành bạn thân của gia đình Tiểu Mai. Đông thì rời khỏi khu nhà giàu một tháng sau đó. Cậu không có đủ tiền để duy trì quán cà phê và cũng sợ bị trả thù sau khi Tư Khá ra tù. Nhưng nói chung, chuyện đó có vẻ còn rất xa vời. Ngồi trong khám gỡ lịch, gã giang hồ Tư Khá cứ nghĩ mãi, không hiểu vì sao mình bị một cú đập vào đầu như trời giáng trong lúc đang quần thảo với hai em đẹp. Thêm nữa, cái thằng cộng sự tự nhiên biến đâu mất mà gã không sao hiểu nổi.